đâu phải nhỏ đâu. Đứng cãi lộn với anh em. Tôi cãi lộn gì? Chứ nãy giờ ai là người cãi lộn? Chứ nãy giờ tôi đứng. Trong khi ông này cái bàn tay đeo dài đó, tôi biết ông là ai, ông biểu tôi xuất trình giấy tờ cho ông. Ủa, anh có bị mù không? Mù là mù và sao? Ông nói cầu nói ăn nói là phải vừa phải thôi. Anh mới vừa phải. Nãy giờ công an đây nè, xe cảnh sát, 14 năm người công an. Mà còn tất cả ai? Tất cả đều có đơn cho mấy ông chứ không phải là không có đâu. Anh đảnh chiếc đơn đi. Cái đó rồi tao biết. Đi biển số thành phố này ghi này mình bệnh rồi lỡ cái xe này chở. Hồi bữa chúng tôi mới bắt xe mình chở mười mấy người là không có nhập Trung Quốc về phải chở về nè. Anh ra anh coi phải không? Thì mấy ông muốn bắt ai đó ông bắt, còn trong khi ông dừng xe tôi lại. Tôi nói anh thì ông làm trên có tôi kiểm tra xe nào? Anh nó không có ai thôi, chở xe anh có chục người luôn, anh mang cái xe anh về luôn nhốt luôn. Cái nghiệp vụ ông yếu quá mà làm sao mà không biết xe tôi chở cái gì? Sao không? Hả? Anh đừng có nói vậy. Cái gì nữa? Xe như thế nào? Xe anh kiếm tiền không mà anh nói gì? Xe này xe gì? Mà xe tôi đang kiểm đen không à? Chuyện của anh. Tôi kiểm tra giấy tờ tôi mới biết xe gì. Rồi rồi. Thực tế bây giờ anh hỏi hết người dân xe này xe gì? Hỏi dân thì ông cứ đi hỏi đi. Hỏi dân thử xe gì? Xe gì? Mình lớn mình làm cái chọn của chúng con nít. Ủa? Thì là kiểm tra tôi lớn mới gặp con nít như vậy. Ừ. Chứ còn nếu như mà gặp người lớn á là người ta xử sự khác rồi. Gặp con nít cho nên là mới không biết chiếc xe này là xe gì. Đúng rồi. Đó. Và mà cái xe này là xe 12 chỗ. Ông nghĩ xe nào xe có mặt là 12 chỗ? Hả? Có xe có mặt là 12 chỗ. Chiếc xe này xe gì? Hả? Tôi hỏi anh xe này xe gì? Xe tải. Xe tải hả? Giấy đâu? Hả? Giấy cải tạo của anh đâu? Cần gì phải giấy cải tạo? Biển số số là người ta cấp là biển số giả bình thường cái gì đâu mà. Ủa, biển số giả thì dùng mình phải dùng nghiệp vụ để mình biết biển số đó thiệt hay giả. Mình đi học á là coi như là lên tới quân hàm mà thiếu tá là mình học bao nhiêu năm? Có cơ quan chức năng người ta giám định ta biết thôi, còn nhìn không bao giờ nhìn biết được. Anh đừng có nói cái kiểu nghiệp vụ ở đây. Anh nghiệp vụ ở tới đâu? Đúng rồi, cứ lập biên bản và cần giấy cứ lập biên bản kêu cẩu xe về luôn, thích thì cứ lập biên bản cẩu xe đó. Ok đó, xe biển số thành phố mà kiểm tra giấy tờ trong chương trình đứng đây tự chạy ra hai chỗ giao hàng thực nghiệm á, đối diện á, mình lớn có đàng hoàng nãy giờ nói chuyện đàng hoàng giao hàng thực nghiệm á, nó đang là gây khó dễ không giao hàng có gì đâu phải nói thẳng với nhau. Kiếm gì ạ? Hả? Kiếm một quẹt. Qua trong túi ra. Qua kiếm lên. Qua xe là. Canh một người, hai người canh người đi. Rồi, ok, cho cảo xe. Con không cảo xe anh. Ừ. Anh đứng đây đi, hai người giữ hai người. Không cho bỏ trốn. Gì đâu đơn giản mà đặt lý sự vậy này, làm như là khó khăn bắt anh lỗi gì hay như thế nào khó khăn với anh, mình lớn rồi ý thức chấp hành pháp luật mình có chút xíu đi, mà đặt học mấy cái chiêu trên mạng mà đặt ra đường bắt bạn đầy đủ thì mình đi, ai gây anh nói anh là lỗi này lỗi kia đâu là khó làm căng. Thôi thúc rồi. Thúc cái xe. Thôi được rồi, hút đi. Tôi cũng chả hiểu mấy anh suy nghĩ sao. À bây giờ dụ như xe anh xuống á, anh nói những tôi bắt lỗi sai anh tính anh tự cãi không nói. Còn đây anh em đã nói là cho nó kiểm soát kiểm tra thì anh cũng là kiểm tra cho anh em mở xe thùng coi có chở gì không. Rồi xong rồi đi chứ có gì đâu. Còn phải đứng đây phải tự cãi để chuyên đề các kiểu. Không có nghĩ có dịch bệnh thì người ta đã chứ không ai không ai đi muốn mà đi dập đi gặp nó làm gì, gặp anh mang dịch đến đâu làm gì. Trách nhiệm của cộng đồng, trách nhiệm của xã hội thì mỗi người chung tay một chút. Tôi là làm cái gì nó phải đúng. Trước mắt á, tôi muốn đưa giấy tờ cho ai, tôi đầu tiên tôi hỏi ông tên gì, quay lại cự tôi. Tôi cự với anh là cái gì nha. À.
chủ xe, anh chủ đúng xe rồi. Phải chứng minh anh là chủ xe bằng cách anh xuất trình giấy tờ và giấy chứng minh. Giấy tờ, giấy tờ tôi đeo ở trong túi tôi hết. Đó, tại vì tôi là chủ xe. Xe của tôi nè, không cãi không? Thì ông mua xe của ông thì ông lái xe gì? Ông nói xe của ông chứng minh đi. Ủa, tôi đang ở trên xe tôi xuống mà sao chứng minh ông ngồi trên xe làm gì? Ủa, tôi ngồi xe làm gì là coi như tài sản của tôi lưu thông mà tự nhiên ông chạy tới ông dừng xe tôi lại ông hất tôi xuống cái ông xe của ông à? Tôi nói anh á là trường hợp á là bây giờ trộm xe này là rất là nhiều, bữa giờ anh em tân bắt mấy chiếc rồi. Thì ông nếu như ông nghi ngờ bất cứ ông nghi ngờ cái gì thì ông cứ có thể em đem xe về ông kiểm tra. Em đã nói là cái xe ta đã kiểm tra hành chính, cái xe anh có chở gì không là kiểm tra dịch bệnh anh thôi, chỉ hai điều đơn giản thôi. Ông kiểm tra dịch bệnh thì tôi đã xuất trình giấy dịch bệnh. Giấy tôi chưa đọc gì hết, chứng minh anh cũng chưa lấy cho tôi hồi đúng của anh không? Ủa? Hay là như nào? Chứng minh tôi không bao giờ tôi mang theo chứng minh. Tôi có giấy phép lấy xe là được rồi, tôi không cần phải đem theo chứng minh. Vậy mà anh hiểu lực nhá. Hả? Sao? Tôi lưu thông trên đường khi cảnh sát giao thông dừng tôi lại thì tôi chỉ cần xuất trình giấy phép lấy xe là đủ. Bây giờ anh xuất trình giấy phép lấy xe chưa? Ủa, tôi xuống trình giấy phép lái xe để làm gì? Thì đó thì... Trong khi á là mấy ông kiểm tra hành chính không phải kiểm tra hành chính. Lại tôi chỉ xuất trình giấy phép lái xe thôi. Bây giờ anh quay nó quay lại anh nói đi, xuất trình giấy phép lái xe để làm gì? Anh thì tôi không hiểu anh sao luôn. Ý thức của anh không biết như thế nào. Ok đây, từ từ rồi mình gặp nhau á là coi như là sẽ ra ý thức hay không ý thức. Chúng tôi đây cũng đâu ai bắt lỗi gì anh đâu. Không, nói chung là tất cả mọi thứ nó sẽ đi kiểm tra giấy tờ và phương tiện và cái hình thức của anh có kiểm dịch hay không thôi chứ có gì đâu. Đơn giản những cái kiểm dịch tôi đã đưa giấy kiểm dịch. Mấy ông không chịu chấp nhận cái giấy kiểm dịch của tôi. Bây giờ xe chưa mở ra, tôi đâu biết trên xe anh còn cái gì. Ủa xe còn cái gì á? Lỡ một hai đứa nít trong đó rồi sao? Một hai đứa nít là sao? Ông đừng có vu khống tôi nha. Tôi đâu vu khống, tôi là tâm nghi, tôi là nghi vấn. Bây giờ anh phải mở xe cho tôi kiểm tra. Anh cứ mở đâu nãy giờ anh đứng cả lộn không có mở đâu. Tôi không có thích cái điều nghi vấn đó. Không phải là cái xe mình minh bạch đó thì mắc ông, gì mình cái sơn cái mình dán cái cửa màu đực kiến màu đen làm chi? Xe nó nguyên thủy nó già hả? Anh tên gì? Tên gì? Nguyễn Xuân Dũng à? Sao? Anh lấy gì chứng minh được anh tên Nguyễn Xuân Dũng? Nhưng mà em là cái gì? Em tên gì? Em lấy gì em chứng minh là người đi vô đây nói chuyện với anh? Hả? Để con xả xuống mang về làm việc chứ không cãi lộn. Mang thì cái xuống mang. Anh tự nhiên gây khó dễ cho anh em thôi chứ ai làm gì anh đâu. Bắt bẻ lỗi liếc với anh đâu, phải cãi lộn. Nãy giờ tôi chẳng thấy được mấy người đàng hoàng. Khi đó anh biết cái lỗi cái anh nè, tôi nói đang là không bắt bẻ anh nha, cái gắn hai cái đèn anh thấy có lỗi không hay là nếu như mà mấy ông thấy lỗi thì mấy ông cứ lập biên bản. Tôi đã nói tôi không bắt lỗi, hôm nay tôi đã không bắt lỗi thôi chứ giờ ông bắt cái gì tôi? Ông giờ... kiểm tra hai vấn đề anh, nãy giờ anh tôi đã nói anh ba kiểm tra cái gì? Ủa? Giấy tờ và kiểm dịch và cái phương tiện của anh. Giấy tờ kiểm dịch tôi đã xuất trình rồi. Xuất trình đâu? Tôi chưa đọc, anh đã lấy lại rồi. Đây, rồi. Tôi cho ông có giấy tờ kiểm dịch rồi, được chưa? Anh có giấy tờ tùy thân gì anh có không? Hai anh nữa. Anh giấy kiểm dịch của anh đâu? Đó, đưa giấy kiểm dịch cho nó giấy đây. Giấy tờ tùy thân nào cũng có hình ảnh của anh đâu? Bằng lái hay chứng minh gì của anh đâu? Đó, hai giấy kiểm dịch đó của là hai người vẫn giữ trên người đàng hoàng, giấy tờ đó, thì giấy tôi tờ xuống. Tùy thân. Đó. Ông thứ nhất, ông không phải là cảnh sát kiểm tra giấy chứng minh nhân dân. Đó. Giấy tờ tùy thân anh có giấy tờ tùy thân, ông muốn giấy tờ gì? Chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe. Đó. Rồi được, tôi cho ông xem bằng lái xe. Được chưa? Đây. Rồi, anh kia lấy cái bằng A1 thôi. Tôi không có lấy bằng anh làm cái gì đâu. Không. Tôi đi so cái hình anh có đúng người tên anh hay không thôi chứ. Sinh năm 76 hả? Tân Hiệp, Tân Quảng à? Trong Tân Hiệp ra phải không? Anh đi đâu từ đến đâu? Anh đi từ đâu đến đâu? Đó, có đây đó. Tôi đang hỏi anh trả lời đi. Trong tờ giấy nó có hết nè. Mà tôi đang hỏi anh thì anh cứ vui lòng trả lời cho anh em đi chứ. Nhiều khi tôi đâu biết, tôi đang kiểm tra thông tin mà. Trong đó tôi đã ghi rõ ràng rồi. Đó, chữ ký của tôi đàng hoàng. Đó, tên nè, ngày tháng năm sinh đầy đủ hết. Đó, thông tin kiểm dịch của mấy ông đang mới vừa làm ở đây chứ không phải của tỉnh Bình Phước chứ.
làm gì? Mới đơn giản vậy cũng phải cái lộn. Chứ sao lại thích đi hổ người khác, hổ ngược người này kia. Hổ gì? Họ đã đưa này, hổ giấy tờ, người ta đã đưa này giấy tờ rồi. Còn kiểm tra. Hả? Bây giờ để phòng chống dịch thì chức trách nhiệm vụ của anh em là phát hiện cái xe biển số thành phố thì anh em vui lòng kiểm tra. Sao mà anh cũng phải có khóa dễ thôi lần. Được rồi, nói chung anh tôi nói thì anh đúng không? Rồi, bây giờ được chưa? Giấy tờ được chưa? Được rồi, đó hai giấy tờ. Ok. Rồi, ok. Rồi xong chưa? Rồi, bây giờ anh vui lòng mở thùng xe coi anh có chở cái phương tiện gì nghi thùng vấn. Thùng xe là ông nghi vấn cái gì? Hả? À, bây giờ ông nghi vấn cái gì trên thùng xe? Tôi đừng nghi vấn đừng được nước làm tới. Đừng được nước làm tới. Tôi không có được nước làm tới. Tôi trả giấy tờ anh vui lòng anh tự mở. Chứ tôi đâu có mở đâu. Bây giờ là coi như là muốn kiểm tra cái đó là kiểm tra cái gì? Ủa, tôi có nói gì là hai vấn đề anh có hiểu không? Nãy giờ tôi đã nói biết bao nhiêu lần có hai vấn đề đó thôi, cho tôi kiểm tra xong là ok. Mà kiểm tra cái gì? Anh có nghe không? Ông muốn kiểm tra cái gì xe tôi? Bây giờ tôi nghi vấn trên xe anh có chở hàng hóa không hợp lệ. Rồi vậy thì ông cứ trước mắt ông niêm phong xe tôi. Tôi không có niêm phong. Kéo về tháo niêm phong kiểm tra xe tôi có cái gì không hợp lệ hay không. Khi ông dừng xe tôi ông nghi vấn là một trường hợp vu khống rồi. Sao vậy à, anh nói vậy nói bậy à. Chứ tự nhiên không ai vu khống anh hết nha. Tự nhiên á xe tôi bình thường lưu thông bình thường. Thì ông bây giờ anh chứng minh ông dựa phải dựa vô cái gì thì mới nghi ngờ. Còn không có lạm quyền, cứ thích về kêu nào xe nào cũng nghi ngờ được hết à. Hả? Tự anh có thể chứng minh anh bằng cách là anh không chở như vậy. Tôi không cần phải chứng minh, mấy ông phải chứng minh tôi sai phạm cái gì. Vậy thôi. Chứ còn mấy ông tự nhiên bây giờ dựng xe lại thích thấy xe biển số lại dừng lại ép người ta phải không? Mở cốp xe rồi này kia mở cốp xe nếu mà kiểm tra giấy tờ hóa đơn thì phải có cảnh sát kinh tế à, chứ không phải mấy ông muốn kiểm tra cái dừng lại cái kiểm tra à. Tôi nói thật anh lớn tuổi sinh năm 76 là nên bao nhiêu tuổi rồi, anh em chỉ cần tra vấn đề đơn giản thôi, mình ví dụ mình không vi phạm thì mình vui lòng mình kéo cửa mở cửa cho anh em ra kiểm tra hàng hóa anh đầy đủ rồi, hàng hóa này ở nhà anh chở như vậy như thế nào đó thì anh em không kiểm tra xong anh em đâu có đâu ai không ai bắt lỗi anh cái gì hết, nãy giờ không ai bắt lỗi là anh nào xe anh vi phạm lỗi này lỗi kia, mà tôi chỉ kiểm tra hai vấn đề đó thì vui lòng anh cho phục vụ tốt cho anh em đi chứ mắc gì mình không vi phạm mà mình đứng cãi lộn với nhau làm gì, vừa tốn thời gian của hai bên. Anh thấy mình lớn mà mình làm vậy đúng không? Ừ. Tôi nói thiệt anh thấy anh lớn mà làm gì đúng không? Nhưng mà nhỏ như vậy tự nhiên cái lợi dụng chức vụ của mình ha, dừng xe người ta lại trong khi mình không có một cái chứng cứ gì hết. Cái gì nữa? Anh đừng nói là anh đừng có lợi dụng chức vụ. Cái gì nữa? Bây giờ xe tôi như thế nào? Chức vụ là làm này những gì mục đích gì? Tôi nói anh gì? Chứ mục đích gì mấy ông mục đích gì mà dừng xe tôi? Anh năm 76 không? Là anh biết cái xe này những cái loại xe này thường xuyên chở gỗ lậu hồi xưa đến giờ đúng không? Không. Sao không? Không, xe tôi chưa bao giờ chở, tôi đâu anh biết. Anh cũng biết là trước giờ những cái loại xe như vậy là hồi xưa đến giờ là từ cái thời xưa giờ đến giờ là mấy xe thường chở gỗ lậu không? Ủa, xe nào chở gỗ lậu? Những cái xe loại như thế này nè. Phải không? Sao phải xe không? Nào vậy? Anh sinh năm 76 là anh em bao nhiêu tuổi rồi mà anh nói thì lấy chiếc xe nào mà nó chở gỗ lậu ra nói chứ tự nhiên xe người ta đang lưu thông bình thường. Anh vừa chạm tôi cho anh thấy hai ba chiếc y vậy. Đó, thì kêu về. Anh kêu về. Đã nói cái chuyện đã đàng hoàng lý đã không phải bất lẽ nhau. Và đứng anh cả cùn làm cái gì? Chứ bây giờ tự nhiên á người ta đang lưu thông. Mấy ông dừng xe người ta lại. Hả? Tôi nói anh nãy giờ anh hai vấn đề đúng không? Nghe ngờ. Ủa về vấn đề kiểm dịch tôi đã xuất trình rồi. Đúng chưa? Ông kiểm tra xong vấn đề kiểm dịch rồi đúng chưa? Ừ. À còn xe thì bây giờ ông kêu nghi ngờ chở hàng lậu gỗ lậu. Hả? Đúng cái xe những xe như thế này là thường xuyên chở gỗ lậu. Thì anh vui lòng anh cho kiểm tra đi. Kiểm tra cái gì bây giờ anh đó hồi nãy giờ ông rội đèn vô biết bao nhiêu trong đó rồi. Ủa kính đen tôi không có thấy được, anh mở như lòng cửa ra cho anh kiểm tra chứ có đâu. Không chịu mãi sao xuất trình dịch. Hợp tác đi. Nếu mà có gì đi thôi gì đâu. Bây giờ hợp tác là hợp tác như thế nào? Tôi đã xuất trình giấy tờ kiểm dịch đầy đủ rồi. Đúng không? Bây giờ xe tôi có kêu nghiêng chở đồ lậu đó. Ừ. Thì bây giờ nếu như mà như vậy á thì cứ kéo xe về kiểm tra trên xe đầy đủ. Có tin báo thì kéo xe về. Hợp tác anh mở cửa ra. Không, anh cứ kéo xe về. Không, ở đây giờ tôi mở cửa ra biết đâu bao nhiêu người vậy quăng một cục gì đó trên xe tôi sao tôi biết. Anh nói vậy nó bậy à. Anh nói vậy tôi không biết. Công an xã làm gì à. Tôi không biết. Anh nói vậy là đây này là tôi không mở cửa xe. Còn mấy ông muốn mở cửa xe thì cứ niêm phong xe kéo về kiểm tra. Có người mình lớn rồi mình nói chuyện ăn nói như con nít. Ở đây người ta chứng ta quán cái gì? Tôi không biết. Ở đây là lực lượng anh biết không? Cái gì?
có một cái chứng cứ gì hết. Người ta có tin báo anh nào quần chúng nhân dân thì anh có quyền hợp tác, có quyền trách nhiệm hợp tác chúng tôi. Chúng tôi làm cái đội thức công dân kém. Có gì đâu, bình thường mà. Mình không có gì, mình thôi mình đi. Thì tôi nói rồi, hồi nãy giờ nói chung là tay nhau ông cũng chưa có cho tôi xem tay, ông chỉ đọc tay, nhưng mà cái vấn đề tay của ông tôi sẽ biết chứ không phải là không biết. Còn bây giờ đó xe đó thì pháp lực không có, ý thức công dân không có, tình hình dịch bệnh vậy đó. Mình dịch bệnh sao tôi chấp hành, tiền, chấp hành chuyện dịch, tình hình dịch bệnh đầy đủ à, tôi không có không chấp hành vấn đề dịch bệnh. Anh có chấp hành cái gì, nãy giờ tôi đánh nó gần hơn cả tiếng rồi, giờ mới được, giờ thế này nha, tại sao nha, yêu cầu người ta có tin báo gì đó thì anh yêu cầu tin báo sao anh? Tin báo như cái xe vận chuyển như vậy đó. Tin báo chở sao? Người như vậy đó. Chở người hả? Thì tôi nói anh nghe nè, anh chấp hành đi, nếu không có thì mình đi thôi, bình thường. Nhưng mà chấp hành là chấp hành cái vấn đề gì chứ? Bây giờ yêu cầu anh mở cửa cấp xe, cửa xe cho anh em kiểm tra, có gì không đó. Bây giờ rồi tôi sẽ mở. Nhưng mà ông nào là một người thôi, bây giờ một người qua kiểm xe, kiểm tra xe tôi thôi, còn tất cả đứng bên này. Tôi nói anh không có quy định gì mà anh bắt một người. Tôi mới vừa nói vừa rồi. Ông hiểu anh chưa? Anh nói là cái chuyện của anh. À. Còn ở đây tôi chức năng, lực lượng chức năng tôi kiểm tra bao nhiêu thành phần, bao nhiêu kiểu diện của tôi. Vậy thì mấy ông cứ niêm phong xe tôi. Tôi nói rồi, mấy ông cứ niêm phong xe tôi để kiểm tra, mà khi mở niêm phong ra tất cả các băng bệ kiểm tra có lập biên bản đồ đàng hoàng. Đó, xe tôi có cái gì trên xe. Đó. Mà tôi nói thật lớn cái chuyện đơn giản. Anh đã không có gì thì anh mở cửa ra cho anh em kiểm tra chứ, mất cái gì mà anh phải đứng không đây cái lộ. Thì mình đi thôi, đúng rồi, mất thời gian thêm. Đi làm chứ đâu phải không có một trường hợp của anh. Chứ đâu phải là tự nhiên cái thôi, tao đã nói là xuống tao đã xuất trình, đã không có bắt lỗi gì anh rồi. Đã kiểm tra những cái vấn đề đó thì anh vui lòng cho anh kiểm tra rồi anh đi. Thì tôi đây hình nãy giờ tôi nói là tôi chấp nhận kiểm tra. Thì bây giờ ông nào là người kiểm tra xe tôi. Chứ còn bây giờ tôi đổ ào vô nhà ông xe tôi đó, tôi biết cái gì trên đó. Nhà ông xe ông làm gì? Thì ủa chứ ông ai cũng có quyền lên hết. À, lực lượng chức năng là ai cũng có quyền lên. Thì bây giờ ông nào tôi mở cửa xe ra đó. Anh được quyền nghị định 67 đó, anh được quyền quay phim lại cho đi. Anh mở cửa ra là anh cũng quay phim. Quay phim lại đi coi. Rồi ok, vậy thì ra xe. Ra xe. Rồi. Ông mở điện thoại lên quay lại. Ai mà xe anh làm gì, tao lấy cái gì? Mở cửa cho mặt kiểm tra có gì không? Rồi anh mở đi. Có tài mở đi, có tài. Từ từ. Mấy cái máy quay đâu mà nó đâu được đây. Sẽ lấy nước chuyên nghiệp về sức khỏe của bạn. Đó. Ông kiểm tra gì? Đứng nghe nè, anh chủ xe đứng nghe đi. Rồi ok. Anh mở đi. Mở cái gì? Anh vui lòng mở cái vali cái cặp đó ra coi. Anh tự mở, anh em không mở mà công anh kêu là anh em. Cái cặp này cặp đồ nghề, được chưa? Đó. Đó. Tôi chỉ mở ra vậy thôi. Đó. Được chưa? Đó. Đây. Đồ nghề lao động. Được chưa? Đó. Đây sầu riêng. Còn này là rau. Đó, trái cây. Ô cam. Anh được chưa? Lòng mở cái nắp bao ra. Anh là chủ xe anh cứ mở cho anh em không có đụng vô. Mở bình thường không có. Bây giờ nè, đây nè, trái cam nè. Được chưa? Đó. Em cứ mở cái nắp đầu đó đi cho anh em tôi kiểm tra bây giờ. Tôi sẽ biết là mấy ông sẽ làm những việc như vậy. Còn bây giờ đó tôi đã giao cho mấy ông nè. Mấy ông muốn thì mấy ông lên kiểm tra. Không. Đó, ông nghi ngờ cái gì thì nó kiểm tra, tôi sẽ quay phim lại. Chúng tôi không kiểm tra, anh tự anh mở ra. Không, tôi không mở. Tôi không mở. Sao chúng tôi làm gì sao? Bây giờ anh ông đừng có nói chống đối thấy không? Ông được cái người này á là ông đồ tới cái khác. Cái thùng xốp nè, cái thùng xốp anh phải tự mở ra đi. Anh cho anh em mở ra, anh kêu bỏ gì vô nữa cho tội cho tôi. Mà ông muốn thì mà ông cứ mở. Đó, anh nói là lên đi, bắt đầu anh em bỏ đi gì ma túy đi vô rồi sao. Ủa thì bây giờ mấy ông nói là tôi quay phim đi. Thì tôi sẽ quay phim lại. Ông tự mở đi. Đây đây quay phim không, nào. Thì tôi anh này là gì? Lên hả? Tài xế đó. Thì anh nên mở đi, có anh chủ nữa rồi. Tôi hàng của tôi mà sao nó mở được? Đồ của tôi mà. Tài xế quay phim lại cho anh. Rồi đi lên đó mở ra. Đó, được chưa? Khách quen đâu ai đụng vô đồ của anh. Đi chứ mình đi cái gì đâu. Cái thùng xúc xắc này nè. Mở ra hư đó là coi như là ai chịu trách nhiệm? Cái gì đó? Thịt heo. Heo hả? Thịt heo làm gì đâu mà hư? Hư. Là tất cả lòn nó tan. Đó, tự anh mở đi. Cái nào? Rồi ở đó đi, xíu nữa về giờ. Đến vòng đi đâu được.
xử lý nước chuyên nghiệp về sức khỏe của bạn hả? Đó. Anh chở gì đây? Anh đứng đây nè. Đây, anh chủ xe đứng đây đi. À, ok. Anh mở đi. Anh mở cái gì? Anh vui lòng mở cái vali, cái cặp đó ra coi. Anh tự anh mở, anh em không mở mà công anh kêu là anh em. Cái anh, cặp này cặp luôn nghe. Được chưa? Anh vô này tôi mở ra. Đó. Tôi chỉ mở ra vậy thôi. Đó. Được chưa? Đó. Đây. Còn đây lao động. Được chưa? Đó. Đây sầu riêng. Còn này là rau. Đó. Mấy bao này bao gì? Cà cam. Anh vui lòng mở cái nắp bao ra. Anh là chủ xe anh cứ mở cho anh em không có đụng vô anh. Mở bình thường. Bây giờ nè, đây nè, trái cam nè. Chưa? Thì anh cứ mở cái nắp đầu ra đi cho anh em tao kiểm tra bây giờ. Tôi sẽ biết là mấy ông sẽ làm những việc như vậy. Còn bây giờ đó tôi đã giao cho ông nè. Bây giờ ông muốn thì mấy ông lên kiểm tra. Không. Ông nghi ngờ cái gì thì nó kiểm tra tôi sẽ quay phim lại. Chúng tôi không kiểm tra, anh tự lên mở ra là tôi không mở. Tôi không mở. Sao anh chống đối làm gì? Bây giờ anh ngồi tự ông đừng có nói chống đối thấy không? Ông nè, cái người này á là ông đồ tới cái khác. Cái thùng xốp nè, cái thùng xốp anh phải tự mở ra đi. Chứ anh em mở ra anh kêu bỏ gì vô nữa cho gọi cho tôi. Mà ông muốn thì ông cứ bảo anh nói là lên cho bắt đầu anh em bỏ đi gì ma túy đi vô rồi sao? Ủa, bây giờ anh lên nói là tự mở đi thì tôi sẽ quay phim lại. Ông tự mở đi, anh đi quay phim nào? Người ta đã tự này là gì? Anh này là gì? Anh lên hả? Tài xế thì anh nên mở đi cái chủ nha. Tôi hàng của tôi mà sao nó mở được. Tôi nên mở đi. Tôi mở đi. Mở lên. Đó, mở lên. Đó, được chưa? Quan đâu qua đụng cái đồ của anh. Cái thùng shop này nè. Cứ mở đây nắp đi lỡ cho nó có. Mở ra hư đó là coi như là ai chịu trách nhiệm. Cái gì đó? Thịt heo. Anh cứ bên đây đi. Thịt heo làm gì đâu mà hư? Được chưa? Ok hết chưa? Rồi xuống đi, cứ bỏ đi đó, xuống đi. Đóng cửa xe lại. Rồi còn vấn đề gì nữa không? Tôi đi. Rồi, được chưa? Rồi ok, rồi thôi, cái nội dung chỉ vậy thôi mà anh không phải trả lộn gì chứ mà phải không? À, được rồi. Dạ tôi đi. Cảm ơn, bên cứ chạy.